Anh cứ tranh cãi với tôi làm gì? Ai bảo các anh là không hút được, không cai được thuốc? Tôi hút thuốc hơn 30 năm rồi đây. Năm nay hơn 50 tuổi. Từ những cái năm 18, 19 tuổi vào bộ đội đến giờ mà tôi còn bỏ được thuốc. Nhờ như thế là đồng bạn công tác ở trong Đắk Lắk nó cho một chai thuốc xúc miệng thanh nghị. Tôi xúc miệng chưa đến 10 ngày, bây giờ tôi đã bỏ được hoàn toàn thuốc. Nhìn thấy mùi thuốc, có thuốc là tôi dửng dưng. Ngày xưa tôi chỉ cần các ông hút, các ông thoáng qua cái là tôi đã ngửi thế, tôi đã muốn hút rồi, nhưng mà từ hồi tôi xúc miệng cái nước này ấy là chục ngày, sáng các ông xúc của tôi một thìa, trưa xúc một thìa, tối một thìa, những khi nào mà các ông nhìn thấy người ta hút thuốc, các ông thèm, các ông cứ mang theo người, các ông xúc là các ông sẽ cắt được cái cơn thèm. Đấy. Ông cứ làm thử xem, tôi nói năm nay hơn 50 tuổi tôi không nói điêu. Nếu như bạn đang là người trực tiếp hút thuốc lá hoặc trong gia đình có người thân hút thuốc thì đây là bài thuốc cai thuốc lá rất bổ ích, giúp bạn hoặc người thân của mình có thể trị dứt điểm cai thuốc lá thành công chỉ sau 5 đến 7 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website caithuocthanhnghi.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.